đối đầu với Chúa đất. Ngày xưa, tại vùng nọ, có một tên chúa đất tàn ác. Xưa nay chưa bao giờ ở đâu có người tàn ác đến thế. Để dựng một ngôi nhà lớn, to đẹp nhất làng, tên chúa đất đã bắt người làng phải lao động cực lực ngày đêm. Người vác đá phía sau kia, nhanh cái chân lên. Dậy ngay, tiếp tục làm việc cho ta. Xin ông mà, xin ông tha cho, chồng con kiệt sức rồi ông ơi. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Ông ơi, chúng tôi đã làm việc liên tiếp mấy ngày nay rồi, xin ông hãy cho chúng tôi một chút gì để ăn. Cứ thế này, chúng còn chết mất. Cái gì? Các người dám đòi hỏi ta hả? Dám đòi ăn à? Này thì đòi ăn này. Trời ơi, hắn ta mỗi ngày lại càng tàn ác. Ngày xưa cha mẹ mình cũng vì hắn mà chết. Mình phải cho hắn một bài học, mình phải trả thù. Dừng lại đi cháu, một mình cháu không thể làm gì được hắn ta đâu. Hãy chờ thời cơ đến. Việc cần làm nhất bây giờ là chúng ta phải giúp bà con cầm cự qua cơn đói. Mau, về nhà đi đã cháu. Trong vùng có nhà Ba Tu. Bố mẹ Ba Tu mất sớm nên hai cô cháu sống cùng với nhau. Mặc dù bữa đói, bữa no, nhưng hai cô cháu vẫn luôn biết chia sẻ với mọi người. Còn một bịch thóc gác trên sàn nhà bấy lâu, cô cháu mình vẫn để dành. Bây giờ có lẽ cô cháu mình phải đem chia cho mỗi nhà một ít gạo thôi. Cháu ở nhà thổi cơm đi, cô sẽ đem cơm ra cho mọi người ngoài bãi đá nha. Các em làm gì ngoài đấy thế? Anh Ba Tu ơi, cho chúng em ăn cơm với, chúng em đói lắm. Các cháu vào cả trong này đi. Ba Tu ơi, lát cơm chín cháu chia cho các em cùng ăn nha. Cô cháu Ba Tu cứ trông lũ trẻ nhếch nhác mà ái ngại. Nồi cơm bắt ra, Ba Tu lấy cái muôi múc cho mỗi đứa một muôi. Nhà mình hết nhẵn cả gạo rồi cô ạ. Đừng lo lắng quá cháu ạ. Cứu người là quan trọng cháu. Ngày mai cô cháu ta sẽ vào rừng tìm cái ăn. Chắc chắn chúng ta sẽ có thể cầm cự đến khi đến mùa lúa chín. Hai cô cháu Ba Tu lặn lội đi vào rừng sâu. Cháu ạ, cháu có bị sao không vậy? Không sao cô ạ. Hay là cô về nhà để cháu đi tìm thức ăn cho. Chỗ rừng sâu heo hút, nguy hiểm lắm. Đây là dây củ mài đấy cháu. Củ này ăn được, chẳng những vậy nó còn rất ngon nữa đấy. Dây này héo rồi cô, chẳng biết có còn củ không. Cháu không biết đó thôi. Dây mài này còn gốc trong đất mà đã héo. Thế là ở dưới đất có củ to. Được một củ mài to, có khi ăn mấy ngày cũng chưa hết nữa đâu. Thật vậy sao cô? Thế thì cô cháu mình gặp may rồi. Nhưng cô cứ ngồi nghỉ đi, để cháu đào cho. Trời vừa mưa xong, đất còn trơn trượt lắm. Hai cô cháu ta cùng đào cho nhanh rồi còn về. Cô ơi, cô ơi, có ai ở đây không? Có người gặp nạn, có ai ở đây không? Cô ơi, trả lời cháu đi cô ơi. Cô đừng chết mà, cô ơi, có ai không? Mà cứu cô tôi với. Tất cả là tại tên chúa đất mà ra. Nếu hắn ta không đẩy dân làng vào đói khổ thì cô đâu có thể đến nông nỗi này. Ông trời ơi, tại sao ông không giúp con để con trừng trị tên chúa đất ấy đi? Cô ơi, khổ thân cô quá. Giờ cháu thành côi cút, chẳng còn ai là người thân của cháu nữa rồi. Chàng trai, có chuyện gì mà tiếng khóc của cậu lại bi thương đến vậy? Ông là ai? Ta là thằng núi, cai quản vùng đất này. Cậu chưa trả lời ta, cậu gặp phải chuyện gì mà ngồi đây than khóc vậy? Chuyện là... Thế là Ba Tu kể lại cho thần núi nghe tất cả câu chuyện của mình. Nghe xong câu chuyện, vị thần núi nhìn Ba Tu đầy thương cảm. Thưa thần núi, ông ấy... xây xong thì sẽ to đẹp khắp cả cái vùng này. Sau đó ta sẽ bắt lũ dân làng xây một cây cầu bằng đá từ nhà ta ra tới tận bìa làng.
Ôi trời ơi, người đâu cứu ta, người đâu, người đâu cứu ta, người đâu. Kệ hắn ta, cũng phải thế mới đáng đời con người tàn ác. Hắn đáng bị như vậy, cứ làm như ta cũng thấy gì. Phải đấy, hàng bao nhiêu người trong buôn làng này đã chết dưới bàn tay của hắn, hắn đâu có xót xa đâu. Lão chúa đất bị mù mắt, từ đó trở đi lão không bao giờ còn dám ngang ngược nữa. Và cũng kể từ đó, bà Tu không bao giờ được trở lại làm người nữa. Chàng trai mãi mãi sống dưới lớp một con chim, bay về nơi núi rừng đại ngàn. Người dân trong làng vẫn mãi nhắc về chàng trai trẻ bằng một nỗi nhớ thương và lòng biết ơn vô hạn. Bảo bối. Cha cha, năm nay được mùa rồi, thật may mắn. Hả? Bọn quỷ núi. Năm nay nhờ công hai anh em ta cai quản khu đất này mà mùa màng của các ngươi mới được tươi tốt như vậy. Mau nộp hết số lúa này cho bọn ta. Các ông nói thật vô lý. Đất của chúng tôi, công sức tôi gieo hạt, cấy hái, lúa này là của tôi, sao phải nộp cho các ông? Đúng là con người ngu dốt. Tại vì các ngươi yếu đuối, không thể đánh nổi bọn ta. Hãy nhìn đây. Đói quá, đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi. Hôm trước mới cướp được đống lúa mà ăn vèo cái đã hết, chẳng thấm vào đâu. Hay ta lại vào làng xem có gì cướp được không. Mày ngu thế, vừa hôm trước đã lấy hết thóc lúa rồi, giờ còn gì mà lấy nữa. Thế thì phải làm sao bây giờ? À, còn báu vật gia truyền mà cụ tổ cướp được còn cất ở trong hang, người mau mang ra đây. Ý kiến hay đấy, thế mà em nghĩ không ra. Mấy cái này có ăn được đâu. Rõ là chán. Mày lúc nào cũng chỉ ăn, ăn. Chả vậy, mấy thứ đồ vô dụng này dùng để làm gì? Chiếc hòm này có thể biến ra mọi thứ vải vóc quần áo. Chúng ta cần thức ăn, chứ cần gì những thứ này chứ. Vậy thì chiếc gậy này có ích hơn đấy. Nó có thể khiến mọi kẻ thù đầu hàng ngay lập tức. Thế còn đôi guốc, dùng để làm gì? À, nếu ngươi xỏ chân vào đôi guốc này, một ngày có thể bay vạn dặm mà không thấy mệt mỏi. Tốt quá, chúng ta có thể dùng những bảo bối này để đi kiếm ăn được rồi. Nếu mình lấy được những bảo bối kia thì có thể bảo vệ được dân làng khỏi bọn quỷ quấy nhiễu, lại còn giúp được dân làng không đói ăn nữa. Thế chúng ta sẽ cùng nhau dùng chung những thứ này, từ nay sẽ không phải lo gì nữa. Được. Tôi nghĩ thế là không công bằng. Là ngươi đấy à? Mà sao lại không công bằng? Tôi nghĩ những thứ bảo bối này phải thuộc về quỷ anh, vì quỷ anh là anh, lại có công cất giữ nó bao lâu nay. Đúng, đúng. Không được, là đồ được thừa kế, phải chia đôi mới đúng. Chia đôi là chia thế nào? Có ba thứ làm sao chia đôi được? Quỷ em đang âm mưu gì vậy? Mày làm gì có phần của tao hết. Mày đừng hòng chiếm đoạt của tao. Này nhé, anh tham vừa thôi. Của tao hết. Không được, của tôi chứ. Của tao hết, mày làm gì có phần. Thank you.
là thế kia. Trời ơi, bị lừa rồi. Bây giờ thì các ngươi khỏi phải cãi nhau nhé. Trời ơi, tức quá. Trời ơi là trời. Dùng trí cứu vợ. Ngày xưa, từ khi loài vật còn biết nói tiếng người, có một chàng trai tên là Iris, mồ côi từ bé, nhưng tính tình lại thật thà, tốt bụng và hiền lành. Hằng ngày, chàng vẫn thường vào rừng đi đào củ mài để kiếm sống. Một hôm, như thường ngày, chàng vào rừng đào củ mài, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc bẫy. Ừ, là một con rắn nhỏ, tội nghiệp cho mày quá, để tao cứu mày nha. Những đám viên gai này sắc nhọn quá. May quá gỡ được rồi, nhưng mày cũng bị thương, cố chịu đau một chút nha. Tao đưa mày về nhà đắp thuốc là khỏi ngay thôi. Vết thương của mày cũng sắp lành rồi đấy, chịu khó thêm mấy hôm nữa là khỏi hẳn ngay thôi. Ngày lại ngày, Iris tận tình chăm sóc rắn, cho đến khi vết thương lành hẳn, rắn ở lại nhà của Iris, bầu bạn cùng chàng và những người bạn nhỏ trong nhà. Cuộc sống bình yên cứ như thế trôi đi cho đến một ngày. Anh Iris này. Rõ ràng là mình nghe có tiếng ai gọi mình mà nhỉ? Là em mà anh Iris ơi. Là em ư? Vâng, là em. Em vốn là con trai của vua Thủy Tề, vì mãi chơi nên mới bị mắc bẫy. Mày có anh cứu giúp lại được vui sống cùng anh và các bạn thế này, em lấy làm sung sướng lắm. Thì ra là vậy, sao bây giờ em mới nói anh biết? Vì em muốn được ở chơi lâu hơn với anh ấy mà. Nay em có ý định về nhà, nên mới cất lời muốn mời anh về nhà em chơi một chuyến. Anh về cùng em nha, chắc chắn cha em sẽ rất vui mừng được đón tiếp anh đấy. Các bạn ở nhà trông nom nhà cửa nha, để ta đi cùng với rắn một chuyến xem sao. Cảm tạ tấm lòng tốt bụng của ngươi đã ra tay cứu con trai ta. Này con trai ta, mời được ngươi về đây thì hãy lưu lại sống cùng chúng ta. Ở dưới này không thiếu một thứ gì, ngươi sẽ được sống một cuộc đời sung sướng. Quả thật khi xuống đây thần bị hoa mắt bởi vẻ đẹp và sự xa hoa tráng lệ của thủy cung. Nhưng mặt đất mới chính là cuộc sống của thần. Dù nghèo khó vất vả, nhưng thần vẫn muốn ở nhà của mình hơn. Thần chỉ ở lại chơi vài ngày rồi xin phép đức vua cho thần trở về nhà. Còn quá là may mắn mới gặp được người tốt thế này cứu và cưu mang. Thần nghĩ mãi vẫn chưa ra thứ gì thật giá trị để đền đáp xứng đáng cho chàng trai trẻ này. Theo con nên thế nào? Thưa cha, con thấy anh đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn sống cô đơn một mình. Chi bằng cha hãy gả chị gái con cho anh và ban tặng anh chiếc quạt thần. Có quạt thần trong tay sẽ giúp cho cuộc sống của anh chị luôn ấm no đủ đầy. Điều đấy cũng làm cha an tâm hơn mà. Có thế mà ta không nghĩ ra. Ý kiến hay lắm. Gặp người tốt thế này quả là xứng đáng với chị gái của con. Ta thấy ngươi cũng hiền lành, lương thiện, lại không tham lam. Vậy ta có ý muốn gả công chúa Thủy Tề cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Dạ thưa đức vua, nếu có được đặc ân đó, thần vô cùng cảm tạ. Chỉ là cuộc sống của thần trên mặt đất rất bình dân, cơ hàn e rằng công chúa Thủy Tề sẽ trăm bề vất vả. Ngươi khỏi phải e ngại, ta ban cho ngươi chiếc quạt thần cũng coi như là món quà cưới ta tặng cho hai con. Có chiếc quạt thần, con sẽ có được cuộc sống đủ đầy. Và hãy nhớ, nếu quạt một cái thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực, quạt hai cái thì tức là mọi ước muốn đều tiêu tan. Tạ ơn đặc ân của người ạ. Nhờ sự chân chất, thật thà, lương thiện mà Iris được vua Thủy Tề gả con gái và ban tặng chiếc quạt thần có phép màu, cầu được ước thấy. Chàng đưa công chúa trở về nhà và dùng chiếc quạt thần làm phép biến túp lều của mình thành ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. Từ đó, hai người sống bên nhau bình yên, hạnh phúc. Có chiếc quạt thần trong tay, Iris không quản ngại giúp đỡ những người dân nghèo. Chàng đối tốt với tất thảy mọi người xung quanh, kể cả với những con vật nhỏ bé được nuôi nấng trong nhà. Đáp lại, ai ai cũng đem lòng yêu mến vợ chồng Iris tốt bụng và hiền hòa. Tên mồ côi khố rách áo ôm Iris ở làng bên bỗng chốc trở nên giàu có. Con vợ đẹp lại được dân làng yêu quý. Hóa ra là nó có chiếc quạt thần trong tay. Ta nhất định phải có được thứ quý giá đó của hắn. Ngày mai thằng Iris xuống núi,
chúng bay phải nhân dịp này xông vào cướp hết của cải nhà nó, bắt cả vợ hắn và mang chiếc quạt thần về cho ta. Tôn lệnh! Thả ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Lũ độc ác! Bất lân kia! Edith! Edith ơi! Chàng ở đâu? Hãy mau về cứu thiếp đi! Thả ra! Từ giờ ta sẽ có vợ đẹp, lại có cả chiếc quạt thần trong tay, thì ta sẽ có một cuộc sống xa hoa, khác gì các bậc đế vương. Mình ơi, mình đâu rồi? Trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ ơi, chúng tôi phận bé không cứu được bà chủ, vì bọn Bồ Tào đông quá, hung dữ quá. Bồ Tào tàn ác, ta phải đi cứu vợ ta ngay mới được. Ông chủ, hãy cho chúng tôi đi theo với. Nhưng các ngươi sức phốc nhỏ bé, chỉ e chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chẳng nề hà gì, ông cứ cho chúng tôi theo cùng, có thể giúp ích cho ông điều gì. Các bạn yêu quý hãy nhìn xem, tình Bồ Tào tàn độc còn biến những người dân hiền lành của chúng ta làm nô lệ phục vụ cho hắn. Giờ thì ta cần sự giúp đỡ của các bạn, các bạn có sẵn sàng không? Chúng tôi sẵn sàng. Bồ Tào nham hiểm, chúng lại đông người, nếu đấu sức với chúng, chúng ta sẽ không thể thắng nổi. Chỉ có cách chúng ta cùng chung sức và nghĩ cách đấu trí với hắn mà thôi. Có lẽ chiếc quạt thần được cất giấu trong chiếc hòm gỗ kia. Các con vật nghe theo lời căn dặn của Iris, mỗi con đều lo đi làm phần việc của mình. Chó mèo gây ồn ào để đánh lừa sự chú ý của Bồ Tào, giúp cho chuột và nhím đục hòm lấy quạt thần. Ê, ồn ào quá, cút ngay. Tên Iris khốn kiếp, bị dám đến đây ăn trộm quạt thần của ta. Vợ chồng Iris đã trao trả lại chiếc quạt thần cho thủy cung. Phòng hờ lại có kẻ khác nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Từ đó về sau, chàng Iris và vợ quay trở lại với cuộc sống lao động trước đây. Dù có khó khăn, nhưng căn nhà của Iris lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Lũ quét. La 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 la. Hôm nay thời tiết thật đẹp cho một chuyến dã ngoại xa. Ôi, thật không thể tin nổi. Đẹp quá. La 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 la. Cha cha cha. Thật là đẹp quá đi. La 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 la. 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 Này gấu ơi, bạn đang làm gì ở đây thế? À, quả đấy à, tớ đang đi dã ngoại, còn cậu làm gì ở đây vậy? Tớ đang đói quá, cậu có thể cho tớ một chút bánh mì không? Tớ sẽ giúp cậu một việc rất quan trọng, thật đấy. Mình thì có cần gì quả giúp kia chứ? Loài quả xưa nay chẳng tốt đẹp gì, mình phải đề phòng kẻo mang họa. Nhưng thôi, một mẩu bánh mì cũng chẳng đáng là bao. Bánh mì của cậu đây. Ăn đi rồi nói rõ cho tớ biết cậu giúp tớ thế nào. Đã ăn xong rồi, bây giờ thì cậu nói đi. Nói cho cậu biết, cậu ngồi ở cái bờ vực này rất là nguy hiểm. Cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cảnh ở đây rất đẹp. Có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Ở khu vực này thường xuyên có lũ quét đấy. Tớ ở đây lâu nên biết, mà lũ về rất nhanh. Cậu sẽ không chạy kịp đâu, bị nước mà cuốn xuống vực là nguy lắm đó. Cậu có nhầm lẫn gì chăng? Trời đang nắng đẹp, chẳng có dấu hiệu gì của cơn lũ quét cả. Quả, cậu có lừa tớ không đấy? Hãy tin tớ đi, tớ không lừa cậu đâu. Cậu nhanh thu dọn rồi đi đi nhé. Tớ cũng về tổ đây. Không thể tin được loài quạ. Có âm mưu gì chăng? Hay là muốn lừa mình bỏ đi để lấy hết thức ăn của mình? Chắc là thế. Loài quạ vốn chẳng tốt đẹp gì mà. Đã vậy, mình ăn hết sạch thức ăn, thèm nó còn trông chờ gì nữa không?
cảnh ở đây đẹp tuyệt. No quá, không đứng lên mà đi nổi nữa. Tiếng gì thế nhỉ? Chắc mình nghe nhầm rồi. Gấu ơi, chạy đi, mau chạy đi. Lại gì nữa đây? Tớ hết thức ăn rồi. Mau trèo lên cây cổ thụ bên bãi đá đi. Lũ đến rồi, mau lên. Hả? Lũ về. Gấu ơi, cố lên, mau trèo lên đi. Gấu, cậu thoát rồi. Một lát nữa lũ rút đi là cậu có thể xuống được rồi, đừng lo. Ôi, may quá, có cậu báo cho tớ chứ. Nếu không thì tớ đã bị cuốn xuống vực rồi. Quả, cậu tốt vậy mà tớ cứ nghĩ, tớ lừa cậu để kiếm thức ăn chứ gì. Ừ, tớ xin lỗi nha. Thôi, không sao đâu, lần sau cậu đừng nghĩ tớ như vậy nữa là được rồi. Chắc chắn vậy rồi. Lần sau mà đi dã ngoại nữa, tớ sẽ gọi cậu cùng đi nhé. Bạn tốt. Chú chuột nâu tốt bụng. Ôi, nhiều gạo quá. Anh đứa nào đánh trước là của đứa đó. Nhưng tôi phát hiện ra đống gạo này trước. Hay là chúng ta chia đôi cho công bằng? Không, đã bảo đứa nào đánh trước là của đứa đó mà. Chỗ gạo này là của tao. Anh, chú mày còn dám bén mảng lên đây nữa không? Thôi được rồi, tôi sẽ đi nơi khác kiếm ăn. Xin hãy tha cho tôi đi ạ. Chú mày đi chỗ khác mà kiếm ăn đi. Đau quá. Còn không mau đi đi. Mùi gì tanh như là... Trời ơi, cẩn thận, có mèo. Ui da, con chuột ắt con kia, ta sẽ xé xác mày ra thành nhiều mảnh. Chuột đen, mau vào đây. Chuột đen, chắc là cậu đau lắm đúng không? Thật may cho tôi, hôm nay nếu không có cậu thì chắc tôi đã chết rồi. Cậu thật tốt với tôi quá. Xin hãy bỏ qua cho tôi những chuyện vừa qua nha. Ơn cứu mạng của cậu tôi sẽ không bao giờ quên đâu chuột đen à. Chúng ta là hàng xóm mà, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thấy anh gặp nạn, tôi giúp anh là lẽ đương nhiên. Cậu tốt quá. Tôi thấy rất xấu hổ. Nếu cậu không chê tôi, tôi xin chia số gạo này, mỗi tao một nửa. Tất nhiên là tôi không chê đâu, anh bạn. Hãy like,
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.